mua cái hộp này ra cho các bạn xem. Chú hơi rất mua cái hộp này ra rồi hỏi cho các bạn coi cái hộp này có gì. Như các bạn thấy, cái chữ người ta kêu là hai, nhưng mà hai là cái chữ là chúng ta phải ghép nhờ mấy cái hình. Sau đó chúng ta mới vô cái trận thi đấu xếp hình. Và chúng ta đếm một cái hộp bự như vậy là cái hộp để định mấy cái đồ để xếp hình lại. Còn cái này để lấy mấy cái ký gỗ gì ra để mình xếp. Thì các bạn muốn xếp lại, các bạn chỉ cần để đây thôi, các bạn gấp lại dễ. Chứ các bạn làm như vậy là không được. Các bạn khi để cái này, sự là các bạn này, mấy bạn mà không gắn cửa phải nhờ ba mẹ gắn. Tại vì chúng mà phải được ở 6 tuổi mới gỡ, mới gắn lại được. Như các bạn thấy, đây là mỗi cái miếng gỗ thì mình sẽ làm một cái mấy cái hình này. Cái hình này người ta chỉ để mình ghép, mình sẽ không cứ hình gì ra. Không biết giả rồi nha. Như các bạn thấy, mấy cái gỗ này nó tạo bằng cái cây gốc gỗ. Mình phải xếp nhiều lắm. Các bạn phải tự đặt xếp mấy cái này để giỏi, mà mốt lên lớp 1 biết xếp. Chứ các bạn học giỏi với cái bạn kia là hư. Các bạn á, là sáng tuổi rồi, các bạn phải tập vẽ cái này ra. Mình sẽ mở cái này ra. Con ghét nha. Ghét bữa cho các bạn xem. Thì mình sẽ ghép một cái chữ cho các bạn xem trước, để các bạn mong mốt các bạn được tập. Bây giờ mình ghép một cái chữ. À, đúng đó. Mình đã tạo một bức tranh. Bức tranh này dễ như xì vậy. Vẽ một cái nữa đi. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái này. Bà đếm ngược đi trong vòng 20 giây. Cái nào khó thì lấy play. Cái này là làm máy bay.
chào các bạn, mai gặp lại nha các. Hãy nhớ subscribe và nhấn vô cái chuông để nhận thông báo những video mới nhé. Xin chào các bạn. Giờ ghé nhà.